giới thiệu với Toàn thể quý vị và các bạn thân mến, một trong những người đầu tiên đã mang rap đến với Việt Nam với quý vị, LK. Và chào đón các bạn đã trở lại với đại gia đình của Rap Việt. Trở lại đây sau dịch á, mọi người hình như ai cũng đẹp trai hẳn ra nhỉ? Dạ, trừ anh. Theo em là anh không vừa mắt em hả? Dạ không, anh đẹp hơn nhưng mà đẹp lão à. Tại anh có thêm bộ râu. Không sao, không sao. Nhưng em vẫn đẹp trong mắt anh. Em cảm ơn anh. À, chỉ là chưa có duyên thôi. À. Trong cái khán phòng chúng ta thì hiện nay tôi nghĩ cái người mà nóng nực nhất có lẽ là Wowy. Em ổn không? Dạ, thưa anh Thành, cái nóng nực này nó không là gì. Trước tiên là đây. Rồi, không nghe, ngạc á, không nghe. Anh có nghe em nói rõ không? Em có cần dụng cụ hỗ trợ phát âm không? Có thể là sau một thời gian nó đã biến đổi giọng nói của em theo một cách nào đó. Nhưng mà anh hỏi là người ta thì đeo khẩu trang, tại sao em lại đeo lòng đèn ở trên miệng? Anh đeo khẩu trang mà. Anh thấy nó chết. Có nghĩa là khi mà mình trở lại trạng thái bình thường mới đó, mình cũng phải giữ vững cái 5K. Mình giữ carrot bên kia. Giữ carrot bên kia. Đó là 1K đúng không? Dạ, 1K. Ok. Có ai có ý kiến gì về LK không ạ? Có ai vui lòng khi LK có mặt đây không ạ? Em chắc chắn em là vui khi anh LK ở đây đó, for real. Yeah, thì, không biết những cái bạn xuất phát cùng lúc với em là sao, nhưng mà anh là một trong những người truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Way back 2008, 2009. Rất là vui khi anh có mặt ở đây đó. Yeah. Trong cái thời gian của LK xuất hiện thì cũng có những người đầu tiên như là Wowy. Wowy thì trong võ lâm gọi em là lão đại. Thì bây giờ với LK thì hình như anh biết là LK còn lớn tuổi hơn chúng ta ở đây. Thì chúng ta phải gọi LK là gì nhỉ? Lão sư. Lão sư là... không phải. Lão sư là LK. Lão sư là Tây Du Ký. Mình gọi là lão già. Không phải. Không phải lão già. Sai. Vậy lão trẻ. Lão trẻ. Lão làng. Lão làng. Lão làng. Với lão đại, nghe lão đại có vẻ già hơn đúng không? Anh có thắc mắc là tại sao ở Việt Nam mình có một cái luật bất thành văn là những cái người mà cứ hơn 40 tuổi một tí là gọi là lão, với cả là anh già hay ông già là sao? À không, lão đây chỉ là những người đi trước thôi. Mình nói muốn già thì mình phải dùng cái từ là lão hóa. Chưa đâu. Bây giờ ở đây mình phải tìm cái từ nào lão cho nó hợp lý cho LK, tại vì là một trong những người đi trước mà. Lão luyện đi. Lão luyện hả? Lão luyện thì bình thường quá. Bây giờ Wowy đã là lão đại đúng không? LK nó nên là lão khủng. Dạ, rồi đó. Đấy, lão đại, lão khủng. Hợp lý à?